Trong những ngày đầu nới lỏng lệnh giãn cách xã hội, rất đông người dân đã kéo đến các bãi biển, quán cà phê, cửa hàng để ăn uống, vui chơi. Ngày 11 tháng 9, dọc các bãi biển Mỹ Khê, T20, các hàng rào ngăn cách được tháo dỡ, rất đông người dân đi tắm biển, tập thể dục vào buổi sáng sớm. Lực lượng cứu hộ bãi biển cũng có mặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tắm biển. Cùng ngày, nhiều quán cà phê, nhà hàng nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, Trần Phú, Lê Lợi đã mở cửa đón khách. Sau những ngày thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, ngày hôm nay, số lượng người dân ra đường trở nên đông đúc hơn. Nhiều người dân phấn khởi khi mọi hoạt động kinh doanh, sinh hoạt trong thành phố dần ổn định. Ở Việt Nam nó quen với kiểu ra quán rồi đó. Cho nên là cũng thì tuổi cũng cao, cho nên là nhiều lúc cũng đứng ra quán để cho nó thư giãn. Thì hơn một tháng qua thì ngồi nhà nó có cái nó hơi buồn. Ngày hôm nay ngày đầu tiên hơn một tháng được ra đường quá thư cảm nó cũng thú vị. Tại nhiều quán cà phê, các cơ sở kinh doanh vẫn tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, yêu cầu nhân viên đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và không tập trung quá 30 người. Ngày 10 tháng 9, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành công văn về việc tiếp tục chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 tại thành phố. Theo đó, các cơ sở kinh doanh ăn uống được hoạt động trở lại, người dân được tắm biển nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.